Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Duy, tới từ Hồ Chí Minh và hiện giờ mình đang học và học tập tại trường Urban International High School lớp 11. Và mình đã từng là hội trưởng học sinh của trường nhờ năm 2018-2019. Bởi vì lý do mình thích Canada thì vì Canada là một nước có thời tiết rất thoải mái và dễ chịu, cuộc sống và đời sống Canada rất tốt, cũng như là giáo dục cực kỳ phát triển. Em thích ở US là những điểm như là thầy cô rất nhiệt tình, hàng mỗi thời một năm ở trường có rất nhiều khóa học để các bạn có thể tự do lựa chọn và làm cho mình kế hoạch thật thuận lợi để vào những đại học hoặc là cao đẳng. Trường có cái tính chất rất tốt và counselor Việt Nam rất nhiệt tình và luôn chăm sóc em hết mình. Mục tiêu của mình ở đại học là sẽ được học ngành cơ khí kỹ thuật tại trường đại học Waterloo. Welcome to GIS.